Hương Nhân xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Nhân phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ ba ngày 11 tháng 1. Quý vị biết vào ngày hôm nay bản tin lớn nhất là bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về quyền bầu cử diễn ra tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Nhưng mà cái bài phát biểu này vẫn bị lưu mờ so với màn tranh cãi nảy lửa giữa À, tiến sĩ Anthony Fauci, viện trưởng viện quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm với hai thượng nghị sĩ Cộng hòa mà không ai khác ngoài ông Rand Paul. Rand Paul được xem là thượng nghị sĩ vẫn đeo đuổi bám theo để công kích để tấn công ông Anthony Fauci và trong cái ngày hôm nay cũng không có ngoài mục đích này. Thưa quý vị, đây là hai bản tin lớn nhất và nhà xã lần lượt chia sẻ với quý vị. Quý vị biết vào ngày hôm nay thì tại à, tòa ở Manhattan đã có một cái phiên điều trần phiên điều trần này liên quan đến vụ kiện của bà Mary Trump cháu gái của ông Donald Trump bà Mary Trump đã khởi kiện ông chú của mình cùng các bà cô nhớ các ông chú của mình cùng với bà cô liên quan đến cái số tiền thừa kế và trong phiên tòa ngày hôm nay thì luật sư đại diện cho bên gia đình ông Donald Trump cho ông Donald Trump đã kêu gọi tòa bác bỏ vụ kiện này và họ cho rằng là bà cháu của ông Trump tức là Mary Trump đang làm tiền đối với thân nhân ở gia đình và ngày hôm nay cuối phiên điều trần ngày hôm nay vẫn chưa có phán quyết à, trước đó thì bà Mary Trump đã khởi kiện ông Donald Trump ông chú hai ông chú của mình cùng với bà cô của mình sau đó thì ông Donald Trump đã cũng đã khởi kiện lại cháu gái của mình và đòi bồi thường thiệt hại sau khi mà cháu gái bà Mary Trump đã tung ra một cái cuốn sách trong đó nêu ra cụ thể những cái chuyện thâm cung bí sử trong gia đình của ông Donald Trump và làm thế nào mà gia đình của ông Donald Trump đã nhào nặng tạo ra một người đó là Donald Trump mà theo lời của bà Mary, Mary Trump rất là nguy hiểm người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới cái vụ kiện này chắc chắn nó sẽ còn kéo dài và ngày hôm qua Hương Giang có chia sẻ với quý vị thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rouse từ tiểu bang South Dakota đã cho rằng là Cộng Hòa đã thua cũng như ngành hành pháp đã thua vào năm 2020 và điều đó làm cho ông Donald Trump nổi giận và ngày hôm qua thì ông Donald Trump cũng đã đưa ra những cái công kích cái mang tính cá nhân bảo rằng ông Rouse ngu ngốc và tuyên bố là sẽ không bao giờ hậu thuẫn ông Rouse mà ông Rouse sở dĩ được tái đắc cử vào năm 2020 là nhờ ông Donald Trump hậu thuẫn và quý vị biết chuyện gì ngày hôm nay ngày hôm qua ông Mike Rouse vẫn tiếp tục ông vẫn tiếp tục là giữ vững cái quan điểm lập trường của mình về bầu cử năm 2020. thì ngày hôm nay một số nhà lập pháp cộng hòa trong đó có lãnh đạo cộng hòa đó là ông Mitch McConnell lãnh tụ phe thiểu số tại thượng viện đã bảo rằng tuyên bố rằng ông ấy tức là ông Rouse đã nói lên sự thật về những gì xảy ra trong bầu cử năm 2020 có nghĩa là lãnh đạo của Cộng Hòa đã đứng về phía ông Rauch và như vậy ngấm ngầm chỉ trích ông Donald Trump. Và ngoài một đồng minh khác của ông Donald Trump đó là thượng nghị sĩ Kevin kremer từ tiểu bang North Dakota cũng đưa ra tuyên bố bảo rằng tôi đồng tình với, tôi đồng tình rằng cái cuộc bầu cử này nó không có bị đánh cắp. Ngoài ra còn có một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác chẳng hạn như là bà Shirley Moore Capital bà này Bà thượng nghị sĩ cũng đưa ra cái quan điểm đồng tình với ông Brown. Điều này có nghĩa là các nhà lập pháp Cộng hòa bây giờ họ đang lo ngại trước cái tương lai trước cái viễn cảnh của Đảng mình đang dần dần tụt mất tất cả những cái nguyên tắc căn bản của Đảng Cộng hòa cũng đang dần dần tụt mất và bây giờ cái bóng ông Donald Trump vẫn bao trùm xuyên suốt Đảng Cộng hòa trong suốt Đảng Cộng hòa và kể cả ông giành được cái sự ủng hộ rất là lớn từ căn cứ của mình. Đó là điều mà Cộng Hòa họ thấy, họ biết, họ lo ngại nhưng mà họ không có thể làm gì gì hơn được nữa. Và từ trước đến giờ Hương Nhâm vẫn loan tin và chia sẻ với quý vị càng ngày càng có nhiều tiếng nói lên tiếng chống lại ông Donald Trump về cái vấn đề này. Những gì đã qua thì cho nó qua, tức là bầu cử. Đây là một cuộc bầu cử công bằng và chúng ta hãy thành thật nói như lời của ông Rao, chúng ta phải thành thật là Cộng Hòa không có thắng trong bầu cử năm 2020. Về ngành hành pháp, cũng như là về quốc hội. Bên cạnh đó thì quý vị biết Ủy ban ngày 6 tháng 1 vào ngày hôm nay đã tống thêm 3 trác đòi nữa. 3 trác đòi này được gửi ra cho ai? Cho một nhân viên. Nhân viên này là nhân viên đã hỗ trợ dự thảo, tức là viết cái bản thảo bài phát biểu kêu gọi nảy lửa của ông Donald Trump tại các cuộc biểu tình, tại các cuộc tập hợp Stop the Steal diễn ra tại Washington DC vào ngày 6 tháng 1. Mà nó bị escalate, nó bị leo thang thành một cái cuộc bạo động tại Điện Capitol sau cái bài phát biểu đó. Và hai chát đòi còn lại là tống cho hai cựu cố vấn của ai? Của Donald Trump Jr. Và thú vị, hai cựu cố vấn này được cho là thường xuyên liên lạc với Donald Trump Jr. với bạn gái của Donald Trump Jr. đó là Kimberly Floyd. Và điều này nó nói lên điều gì thưa quý vị? Điều này nó cho thấy là đây là một cái dấu hiệu ủy ban đang tiến gần đến thân nhân của ông Donald Trump. Điều mà ông Benny Thompson, chủ tịch của ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol cho biết là nhóm này, tức là những người mà thân nhân của ông Donald Trump không có nằm ngoài ngoại lệ, tức là không có hạn chế, không có giới hạn, họ cũng sẽ bị nhắm tới nếu như quả thật có liên quan đến những cái vấn đề diễn ra vào ngày 6 tháng 1. Bên cạnh đó thì ông Benny Thompson vào ngày hôm nay ông cũng cho biết là ông muốn muốn nói chuyện tức là ủy ban, muốn nói chuyện với ai Rudy Giuliani. Cũng giống như là phó tổng thống Mike cựu phó tổng thống Mike Pence vào ngày hôm qua thì Hương Giang đã chia sẻ với quý vị, ủy ban cho biết họ muốn nói chuyện với ông Mike Pence và ông Mike Pence thì theo tờ New York Times cho biết ban đầu tức là lâu nay giữa các luật sư của ông Mike Pence với ủy ban này họ đang có một cuộc thương thương lượng diễn ra nhưng mà ông Mike Pence thì càng ngày càng tỏ ra là giữ muốn giữ khoảng cách với cuộc điều tra này với ủy ban này bởi vì ông cho rằng ủy ban này càng ngày càng nghiêng về hiểu, hướng đảng phái và đặc biệt khi mà ủy ban tuyên bố là đang cân nhắc là có thể là đề nghị hình sự đối với ông Donald Trump và cái theo lời của ông Mike Pence là ủy ban này bây giờ mục tiêu của họ là làm sao mà gây tổn hại gây thiệt hại cho đảng cộng hòa vào năm năm nay tức là bầu cử giữa kỳ vào cuối vào đầu tháng 11 năm nay và quý vị bây giờ quay trở lại vào ngày hôm nay thì tổng thống Joe Biden cùng phó tổng thống Kamala Harris đã đến Atlanta tiểu bang Georgia và có bài phát biểu để kêu gọi để thúc đẩy hai cái dự luật về quyền bầu cử mà hương nhân đã chia sẻ với quý vị vào ngày hôm qua đó là dự luật tự do bầu cử và đó là dự luật John Lewis tên của dân biểu cố dân biểu john lewis của dân chủ được xem là một nhà hoạt động lẫy lừng một nhà hoạt động nổi tiếng về quyền bầu cử và chính vì vậy họ chọn tiểu bang georgia bởi vì chúng ta có martin luther king chúng ta có john lewis và tiểu bang georgia là một trong những tiểu bang đầu tiên mà ngành lập pháp ở đây do cộng hòa kiểm soát đã đưa ra đã ban hành những cái luật mà thắt chặt về quyền bầu cử của người dân. Đó là lý do mà Tổng thống và Phó Tổng thống có mặt tại Atlanta và có bài phát biểu ở từ Atlanta vào ngày hôm nay. Điểm đáng chú ý đó là bà Stacy Abraham, một nhà hoạt động về quyền bầu cử mà bây giờ bà rất là nổi tiếng. Vào năm, quý vị biết là vào năm 2018, bà vận động tranh cử vào ghế thống đốc của tiểu bang Georgia nhưng mà bà đã thua vào tay ông Brian Kemp. Và trong 4 năm từ 2018 à thưa quý vị, từ 2018 cho trong 2 năm trong vòng 2018 đến 2020. Bà là người đã có công rất là lớn khi mà đem lại chiến thắng cho dân chủ và đem lại chiến thắng cho ông Joe Biden tại tiểu bang Georgia được xem là tiểu bang thành trì của Cộng hòa. Bà Stacey Abraham, quý vị biết bà đi gõ cửa từng nhà cử tri một. Bởi và bởi vì bà tin rằng những cử tri dân chủ đã không có đi bỏ phiếu rất là nhiều và bà đã khơi dậy, bà đã thúc đẩy họ để họ bước chân ra để đi bỏ phiếu và đem lại các kết quả lớn cho Dân Chủ và cho Tổng thống Joe Biden tại Georgia. Năm nay, bà Stacey Abram ra tái tranh cử thống đốc, tức là ra đối đầu với ông Brian Kemp một lần nữa. Nhưng mà bà không có mặt tham gia cùng bài phát biểu, không có mặt trên sân khấu cùng với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày hôm nay. Và điều này, thưa quý vị, làm nhiều người nghi ngờ, nhiều người câu hỏi. Mặc dù trong bài phát biểu, ông Joe Biden cho biết là ông đã nói chuyện, ông có nói chuyện với bà Stacy Abraham. Bởi vì hai cái lý do mà đưa ra sở dĩ bà Abraham không có mặt trên sân khấu cùng với ông Joe Biden vào ngày hôm nay bởi vì bà đang vận động tranh cử và cái chương trình của bà ngày hôm nay nó xung đột tức là nó conflict với cái thời gian mà ông Joe Biden có bài phát biểu. Đó là lý do đưa ra còn behind the scene thì như thế nào chúng ta không được biết. Chỉ biết tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu có tuyên bố là ông có nói chuyện với bà Stacey Abraham và hai bên có một mối quan hệ tốt đẹp. Sau đó, sau cái bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden, thì bà Stacey Abraham đã lên trên mạng Twitter cảm ơn Tổng thống, cảm ơn Phó Tổng thống và bà bày tỏ ủng hộ cái quan điểm của Tổng thống Joe Biden mà tí Hương Nha sẽ quay trở lại. Tức là kêu gọi thay đổi quy định filibuster ở Thượng viện để dân chủ có thể thông qua được hai dự luật về bầu cử mà Hương Nha vừa nhắc đến cựu tổng thống donald trump chớp lấy cơ hội ngay lập tức khi mà ông ta thấy làm một nhà hoạt động về quyền bầu cử rất là lỗi lạc tại georgia bây giờ là một ngôi sao của dân chủ mà lại không tham gia cùng với joe biden trên sân khấu ông donald trump nhảy ra vào gửi ra một cái thông báo bảo rằng là bà ta không có muốn làm bất cứ cái gì cùng với ông ta cả tức là cùng với ông Joe Biden cả trên sân khấu bởi vì bà ta biết rõ hơn ai hết là Joe Biden đã thực sự thua lớn thua đau tại tiểu bang Georgia và toàn bộ tổng thể toàn bộ cái cuộc bầu cử vào năm 2020 điều này thì không biết là không biết là cái này là trí tưởng tượng của cựu tổng thống ông nghĩ ra bây giờ quay trở lại với bài phát biểu của tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu ông kêu gọi là thay đổi quy định filibuster tại vì bây giờ hai cái dự luật này bị cộng hòa ngáng đường tại thượng viện mà bây giờ phải theo cái quy định filibuster đó là cái quy định là phải có đạt được cái ngưỡng 60 phiếu thì mới được thông qua dân chủ bây giờ họ nói là kiếm đa số phiếu cũng đã khó rồi đa số phiếu cũng đã khó rồi tại vì vẫn còn có hai thượng nghị sĩ đó là ông joe Manchin cùng bà uh, kirsten cinema đó là hai cái lá phiếu của dân chủ mà họ đang gặp khó khăn bây giờ chỉ có một cách mà có thể là thông qua cái dự luật bầu cử này hai cái dự luật bầu cử này mà cái dự luật john louis là cái dự luật mà nó thắt chặt nó củng cố lại cái đạo luật bầu cử năm 1965 mà đã bị tối cao pháp viện trong một vài lần đã cắt bớt từ từ ngăn chặn một số điều khoản trong cái đạo luật này. Bây giờ dân chủ họ đang rất là lo ngại. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là trong cái lúc này đây, tòa bạch ốc tập trung chưa bao giờ mà tòa bạch ốc là tập trung mọi toàn lực vào cái nghị sự về bầu cử như vậy. Bởi vì bây giờ đứng trước cái tình trạng là tiểu bang Georgia và nhiều tiểu bang Cộng hòa khác sau cái bầu cử năm 2020 và theo những cái tuyên bố mà vô căn cứ những cái tuyên bố sai sự thật của ông Donald Trump về gian lận bầu cử thì họ đã lấy cái cớ đó, họ nhân tiện họ lấy cái cớ đó để họ thúc đẩy và họ ban hành những cái luật về bầu cử hết sức là khắc khe nhắm vào những cái cộng đồng thiểu số, những cử tri thiểu,

số để họ không có đi bầu cử mà như vậy thì có lợi cho Cộng hòa. Đó là cái điều cấp bách mà dân chủ nhìn thấy. Họ thấy rằng nếu như họ không thể thông qua hai cái dự luật về bầu cử, hai cái dự luật bầu cử liên bang này, quyền bầu cử liên bang này thì cái họ gặp khó khăn hơn trong cái việc mà giữ lại hạ viện, giữ lại thượng viện cũng như là giữ ngành hành pháp. Đó là một cái nghị sự không hề đơn giản tí nào. Chính vì vậy mà ông Joe Biden kêu gọi là trước đây thì quý vị thấy là tổng thống Joe Biden ông bày tỏ là ông sẵn sàng thay đổi một số cái yếu tố trong cái quy định filibuster chẳng hạn như tranh luận không giới hạn. Quý vị phải nhớ là filibuster trong đó nó có yếu tố tranh luận không giới hạn tức là một Nhà lập pháp nào đó có thể dùng cái tranh luận không giới hạn để nói phát biểu liên tục đã có những nhà lập pháp phát biểu mấy chục tiếng đồng hồ không nghỉ. Để làm sao để ngăn chặn cái dự luật mà họ không có mong muốn. Ngoài ra còn có cái threshold tức là cái ngưỡng filibuster, tức là ngoài những cái dự luật mà liên quan đến tài chính tiền bạc thì có thể dùng cái quy định reconciliation để thông qua bằng cái mức đa số nhưng mà quy định filibuster những cái vấn đề còn lại thì bắt buộc phải có vượt được cái ngưỡng filibuster là 60 phiếu. Dân chủ bây giờ họ kiếm phiếu rất là khó bởi vì cộng hòa họ phản đối. Chính vì vậy mà tổng thống Joe Biden vào ngày hôm nay ông kêu gọi là phải thay đổi bằng mọi cách để có thể thông qua được những cái dự luật về quyền bầu cử. Và ông chỉ trích ông cho rằng Thượng viện bây giờ nó không còn như Thượng viện ngày xưa khi mà ông còn làm việc nữa. Thượng viện bây giờ nó chỉ còn lại cái vỏ mà thôi. Và ông bảo rằng thật là đáng làm buồn, đáng buồn ở cái chỗ là Thượng viện Hoa Kỳ được xem là một cái cơ quan hàng đầu vĩ đại nhất trên thế giới, cơ quan mà tranh luận và cân nhắc vĩ đại lớn nhất ở trên thế giới thì bây giờ chỉ còn cái vỏ mà thôi. Ông Joe Manchin. Joe Manchin là thượng nghị sĩ dân chủ từ West Virginia và bà Kyrsten Sinema thượng nghị sĩ dân chủ từ Arizona. Đây là hai thượng nghị sĩ mà họ tuyên bố thẳng thừng họ không có ủng hộ thay đổi quy định filibuster. Bởi vì họ bảo rằng nếu mà dân chủ làm như vậy thì khi mà cộng hòa giành lại quyền kiểm soát thì dân chủ sẽ lãnh đủ. Và nếu như mà thay đổi về cái quy định về filibuster thì thượng viện nó không còn là thượng viện nữa, đó là những cái điều mà họ lo ngại. Chính vì vậy sau bài phát biểu của tổng thống Joe Biden, ông Joe Manchin đã tuyên bố là có thay đổi. Có thay đổi cái quy định filibuster nó cũng không có làm cho thượng viện tốt hơn được. Cho nên điều này là điều không có đáng làm, không có nên làm. Cộng hòa sau bài phát biểu, lãnh đạo Cộng hòa tuyên bố thẳng thừng đưa ra lời cảnh báo dân chủ là nếu mà dân chủ dùng thay đổi quy định về filibuster thì họ cũng sẽ lãnh đủ. Và dân chủ bây giờ, thưa quý vị, Cộng hòa bây giờ có một loạt có một loạt những cái nghị sự mà ngày hôm qua ông Mitch McConnell đã đe dọa là nếu như mà dân chủ quả thật thay đổi quy tắc quy định về filibuster thì họ sẽ tìm mọi cách mà đưa ra hàng loạt thông qua hàng loạt những cái dự luật mà nằm trong chương trình nghị sự của cộng hòa. Tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu vào ngày hôm nay ông thừa nhận cái cuộc chiến về filibuster là cuộc chiến mà mang tính lịch sử. Nhưng mà ông cho rằng cái mối đe dọa về nền dân chủ bây giờ đó, mối đe dọa đối với nền dân chủ bây giờ nó nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cho nên chúng ta không có thể trần, trần, trừ được Và ông cũng tuyên bố là trong nhiều tháng vừa qua ông đã có những cái trao đổi âm thầm lặng lẽ Nhưng mà bây giờ ông không có muốn im lặng nữa Chúng ta xem thử là cái cuộc chiến filibuster cuối cùng nó sẽ dẫn đi tới đâu Nhưng mà ít hay nhiều Quý vị biết nó cũng ảnh hưởng đến dân chủ rất là nhiều Chúng ta chờ xem Và ngày hôm nay Tại thượng viện có một phiên điều trần diễn ra, diễn ra trước Ủy ban Y tế thượng viện. Đây là phiên điều trần về biến thể biến thể COVID-19 đó là Omicron mà bây giờ quý vị biết rồi Omicron bây giờ nó gia tăng những cái ca nhiễm bệnh gia tăng chấm mặt. Nước Mỹ đang có tình trạng nhập viện vì COVID-19 cao một cách kỷ lục. Mặc dù tỷ lệ tử vong thì thấp mà bây giờ những người tử vong là những người đa số những người tử vong do Covid-19 gây ra là những người chưa có chích ngừa. Và những người mà bị nhiễm Omicron hay là Covid-19 mà đã có cái mũi chủng ngừa. Thứ ba đó thì cái thưa quý vị nó giúp cho bệnh nó nhẹ hơn. Trong cái phiên điều trần ngày hôm nay có tiến sĩ Anthony Fauci viện trưởng Viện Quốc gia về dị ứng và dịch bệnh truyền nhiễm, ông là cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc về vấn đề COVID-19. Ngoài ra còn có bà giám đốc của CDC. Và thưa quý vị, đặc biệt bà giám đốc của CDC đã bị đưa lên chảo nướng rất là nhiều trước những cái hướng dẫn về Omicron nó gây nó gây hiểu lầm, nó gây bối rối cho người dân rất là nhiều. Và kể cả dân chủ không chỉ cộng hòa mà kể cả dân chủ các nhà lập pháp lưỡng đảng, họ đã chất vấn chẳng hạn như là ông Richard Burr đã chất vấn bà giám đốc CDC bảo rằng tôi không đặt câu hỏi về khoa học mà tôi đặt câu hỏi về chiến lược thông tin, chiến đưa ra những cái thông tin, đưa ra những cái cái hướng dẫn mà nó gây rối rắm cho người dân. Nhưng mà cái màn trao đổi giữa tiến sĩ Anthony Fauci cùng ông thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul từ tiểu bang Kentucky và ông thượng nghị sĩ Marshall từ tiểu bang Kansas là hai cái màn trao đổi được chú ý nhiều nhất. Quý vị biết rồi, từ trước đến giờ đó, ông Rand Paul, ông cũng là một bác sĩ, hình như là bác sĩ nhãn khoa nếu mà nhân nhớ không nhầm. Không hiểu vì sao Anthony Fauci là một cái gai trong mắt của ông Rand Paul mà chúng ta chứng kiến những cái vụ vụ đụng độ bằng lời nói này tại các phiên điều trần là hầu như phiên điều trần nào mà có ông Anthony Fauci thì ông Rand Paul cũng ngứa mắt với ông ngoài Anthony Fauci. Ngày nay, ngày hôm nay thì ông Rand Paul tố cáo ông Anthony Fauci đã dùng cái số tiền lương hơn 400.000 Mỹ kim một năm đó đứng đằng sau dàn dựng một cái chiến dịch bôi nhọ ba nhà lập pháp Cộng Hòa đã dám chất vấn ông về Covid-19. Tức là ba nhà lập pháp Cộng Hòa đã chống đối gây gắt cái chính sách đóng cửa nước Mỹ vào năm 2020. Và ông Rand đổ lỗi cho ông Anthony Fauci về vấn đề này. Ngày hôm nay ông lôi cái vấn đề này ra, ông bảo là làm thế nào mà ông dùng cái số tiền lương hơn 400.000 đô mỗi năm để cho một cái chiến dịch chống lại ba nhà lập pháp Cộng hòa đã phản đối cái cái biện pháp đóng cửa vào năm 2020. Ông Anthony Fauci quý vị biết rồi, đây là một khoa học gia. Ông rất là điềm tĩnh, từ trước đến giờ hiếm khi mà thấy ông nổi giận. Ông điềm tĩnh và tất cả mọi cái trả lời của ông đều dựa vào khoa học. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là cái sự bực tức giận dỗ nằm trong giọng của ông Anthony Fauci. Ông bảo rằng ở đây có hai vấn đề. Ông trả lời ông Rand Paul như vậy. Ở đây có hai vấn đề mà quý vị biết là ông Rand Paul dùng 10 phút của mình không phải đặt câu hỏi về Omicron, không phải đặt câu hỏi về Covid-19 mà 10 phút, tức là ông vượt quá cái thời gian đặt câu hỏi của mình để ông chỉ trích, để ông lăng mạ ông Anthony Fauci. Và ông Anthony Fauci đáp đáp trả: "Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là ông đang đánh lạc hướng những gì mà chúng ta đang muốn làm ở đây, tức là bảo ông này đi ngoài đề rồi lạc đề rồi. Thứ hai, những cái gì xảy ra ở đây là ông ta, tức là ông Rand Paul, đi ra ngoài tố cáo tôi những điều không có đúng sự thật." hoàn toàn không có đúng sự thật và đây là cái điều mà bất ngờ bỗng dưng trở nên yên khùng và nó đe dọa mạng sống của ông anthony fauci đe dọa mạng sống của bản thân ông của gia đình ông quấy rối gia đình tôi bằng những cái cuốc điện thoại bởi vì người ta đang dối trá về tôi rồi ông đưa ra một cái dẫn chứng Ông bảo rằng có lẽ là một số quý vị ở đây đã biết rồi. Cách đây vài tháng, có một người đàn ông đã bị chặn lại ở tiểu bang Iowa. Người đàn ông này đi từ Sacramento của tiểu bang California. Bị chặn lại phạt vi cảnh và cảnh sát đã phát giác ra là trong xe của người đàn ông này có súng, ống và đạn dược. Ông nhắc đến khẩu AR-15. Đây là ai có lẽ là quý vị còn nhớ là người này tên Son Son 25 tuổi Có lẽ là theo như Hương Nhân nghĩ là theo cái họ thì Hương Nhân đoán đây là người Lào hoặc là người Việt Mông Ở California Và anh ta đã thú nhận là anh ta đang trên đường đi qua Washington DC để giết Fauci Nguyên văn ở trong một mặt kép là như vậy Ông Anthony Fauci, ông nhắc lại Và quý vị biết không có phải ngang đó ông cầm trên tay hai tờ giấy hai tờ giấy này là hai tờ giấy mà ông đã in ra từ trang mạng của thượng nghị sĩ Rand Paul trên trang mạng của thượng nghị sĩ Rand Paul kêu gọi sa thải Fauci và bên cạnh đó ông Anthony Fauci chỉ ra bên cạnh đó có một ô nhỏ kêu gọi là đóng góp cho chiến dịch của ông Rand Paul đóng góp. Anthony bảo rằng quý vị, tức là trên cái cái ô nhỏ bên cạnh đó, quý vị có thể đóng góp 5 đô, 10 đô, 20 đô, 100 đô. Như vậy, ông đang biến đại dịch thảm khốc thành lợi ích chính trị cá nhân. Quý vị biết là khi mà 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 truyền hình hướng nhắc coi lại đoạn này đến hai lần, truyền hình zoom vào mặt ông Ranfor, ông này nói như là người Việt của mình ở trong nước là đờ người ra ông cứng đờ và ông chỉ đáp lại thôi quý vị ông tân đáp lại là tôi rất là tôi tôi rất là thất vọng khi mà ông cho rằng là những người những người mà dám cả gan những người dám đặt nghi vấn về ông lại phải chịu trách nhiệm Trên những cái đe dọa bạo lực quý vị biết là cái cái giọng của ông Anthony Fauci rất là bực bội ông bực bội nhưng mà ông nói rành mạch ông nói rõ ràng ông nói chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một và cái giây phút mà khi ông nói rằng là bên cạnh đó cái có một ô nhỏ kêu gọi đóng góp và như vậy ông đang biến cái thảm khốc đại dịch đại dịch thảm khốc thành lợi ích chính trị riêng. Cái câu đó nó rất là powerful. Nó rất là, nó mang một sức nặng. Quý vị biết không? Rồi cái phần chất vấn với ông Roger Marshall nữa. Đây là Thượng nghị sĩ Cộng hòa. Từ tiểu bang Kansas. Ông này ông chất vấn ông Anthony Fauci về thu nhập của ông Anthony Fauci. Ông nói là ông, ông chất vấn Anthony Fauci là cần phải tiết lộ thêm nữa về những cái tài tránh cá nhân của ông cho quốc hội. Và ông trích dẫn là trên tạp chí Forbes có một cái bản tin loan là ông Anthony Fauci là nhân viên chính phủ liên bang được hưởng lương cao nhất hơn 400, nếu hương nhân nhớ không nhận là 434 000 hơn 400, trăm mấy chục ngàn đô một năm. Ông bảo rằng là ông cần phải công bố thêm nữa về, về tài chính cá nhân. Ông Anthony ông bật cười bật cười một cách mỉa mai. Ông nói rằng bây giờ cái, cái thông tin tài chính của tôi là được công khai mà được công khai trong khoảng 37 năm qua tức là ông làm cho chính phủ 37 năm qua rồi. Và thật là phi thường bởi vì những cái thông tin mà ông có được đó là nó hoàn toàn sai trái. Ông này bảo vậy thì bây giờ ông ông Maso ông bảo là bây giờ các công ty kỹ nghệ những ông trùm kỹ nghệ đã giúp là che giấu che đậy giữ kín những cái thông tin này. Bây giờ tôi chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái thông tin này. Bây giờ chúng tôi tìm ở đâu? Ông Fauci đáp lại cũng cười mỉa mai. Đơn giản ông chỉ cần hỏi thì sẽ được cung cấp. Quý vị biết là ngay lập tức hai cái phần tranh cãi này được tung lên mạng và go viral tức là được lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Mà cái chiến dịch của ông Rand Paul đó cũng ngay lập tức cũng chớp lấy cơ hội gửi ra cái email, một loạt email. Hàng loạt email gửi hàng loạt email để gây quỹ với cái tiêu đề là phao chi cuồng loạn và kêu gọi đóng góp kèm theo những cái hàng chục cái mẫu tweet hơn chục mẫu tweet cùng với những cái đoạn băng mà những cái trao đổi mà chất vấn diễn ra vào ngày hôm nay đây là hai cái màn chất vấn mà rất là đáng đáng được xem thưa quý vị cho nên là nếu mà quý vị nào mà chưa có chưa có xem thì nên vào xem hai cái phần chất vấn này phần chất vấn của hai thượng nghị sĩ ông Rand Paul cùng với ông Roger Marshall đối với tiến sĩ Anthony Fauci nó có cái sức mạnh nó có sức mạnh ở đây và thưa quý vị Hương nhân nhìn đồng hồ thì thời gian cũng đã hết rồi quý vị biết là bây giờ cái tình hình Covid-19 Omicron nó, nó tăng cao lắm Như Hương Giang nói mặc dù cái tỷ lệ tỷ vong nó giảm Nhưng mà nhiễm bệnh cao Và càng ngày càng có nhiều người mà xung quanh mình hồi trước Nghe nói là bị Covid-19 nó đeo xa lắm Nhưng bây giờ những người mà thân của mình cũng đã bắt đầu bị cho nên Hương Nhâm một lần nữa kêu gọi quý vị là nếu như trong gia đình của mình có người thân bị hay quý vị bản thân quý vị bị, đừng có giấu, Quý vị nên tự cô lập của mình đi và đừng đi ra ngoài tránh Bởi vì thứ nhất là mang khẩu trang ở California sẽ kéo dài cho đến qua tháng 2 Hình như là ngày 18 tháng tháng 2 Và bên cạnh đó thì bây giờ cũng đang có những cái xu hướng cân nhắc là tiếp tục giãn cách xã hội Và ở San Francisco thì ngày hôm nay nhà chức trách thành phố cũng đã đưa ra những cái biện pháp thắt chặt đối với vấn đề Covid-19 Cho nên quý vị hết sức là cẩn trọng và quý vị biết là mặc dù không có bị bệnh nặng nhưng mà nếu mà chúng ta không có trách nhiệm chúng ta lây cho những người khác quý vị cũng biết là huy an đã gặp những cái trường hợp mà phải nghỉ bệnh ở nhà nghỉ bệnh ngày nào thì mất thu nhập ngày đó tại vì bây giờ rất là nhiều cơ rất là nhiều công ty họ không có trả cho cái phần nghỉ bệnh vì covid 19 như trước đây nữa cho nên huy an kêu gọi quý vị biết là suy nghĩ thật kỹ và có trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình và đối với cộng đồng, đó là điều mà hương nhân mỗi chương trình mà hương nhân kêu gọi và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại.